Xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ kênh đã có 300 người đăng ký. Nên mình sẽ quyết định làm video Q&A chứ không showcase các màn chơi như trước nữa. Thế nên các bạn cứ việc hỏi ở phần bình luận nhé. Và đừng hỏi những gì quá riêng tư nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video Q&A.